chuyện kinh dị, những câu chuyện ma có thật của tài xế cấp cứu. Nguồn diễn đàn VOZ, giọng đọc Tả Từ, Bí ẩn Radio. Câu chuyện thứ 6. Ngày hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, ngày 2 tháng 9 tới có kế hoạch trực song song với B115, con có tham gia được không? Bình thường chú, con rảnh mà. Thực sự thì hôm đó tôi có hẹn đi Nha Trang với bạn gái, nhưng trung tâm gọi thì sao mà không nhận được. Đành phải hồi kèo lại với em nó thôi, chứ biết làm sao giờ. 3 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 9, sửa soạn đồ đạc đầy đủ xong, tôi xách xe đến trung tâm 115 để trực sẵn. Trung tâm sắp xếp ekip đi với tôi, gồm có 2 bác sĩ, 1 nam và 1 nữ, cùng với 1 nữ y tá nữa. Trực cả ngày 1 tháng 9 thì cũng chạy loanh quanh, nhưng đến đêm ngày 2 tháng 9 thì đúng là kinh hoàng. Toàn tai nạn xe máy và là những ca nặng. Tính sơ sơ, từ chiều tối ngày 2 tháng 9 cho đến sáng ngày 3 tháng 9 cũng có gần 40 ca cấp cứu nội và ngoại thành của thành phố, đa số là say xỉn. Alo, vừa có va chạm 2 xe máy tại vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, xe Chi hội Nhân Hòa chuẩn bị lên đường nhé. Tiếng bộ đàm vang lên. Ra đến hiện trường thì thấy 2 xe máy nằm chồng lên nhau. Cảnh sát giao thông cũng đã có mặt rồi. 3 người gồm 1 trung niên, 1 phụ nữ và 1 sửu nhi đang nằm trên đường. Nam thanh niên mùi rượu nồng nặc, gãy một tay, xương trồi cả ra ngoài. Người phụ nữ thì gãy một chân. Ông trung niên kia chỉ bị chảy sơ thôi. Hiện trường cho thấy nam thanh niên đi từ Võ Thị Sáu ra với tốc độ bốc mã, nện vào xe của đôi vợ chồng trung niên đi từ hướng Cách Mạng Tháng 8 ra. Chúng tôi sơ cứu xong thì đem lên băng ca, chở thẳng vào Chợ Rẫy. Tôi về tới nơi, chưa kịp ngồi lướt được thớp VOZ nào thì bộ đàm lại báo là Chi hội Nhân Hòa ra đường Tô Hiến Thành có tai nạn xe máy. Tại hiện trường, xe máy tông thẳng vào đít chiếc Innova bể kính sau. Xe máy gập cổ lại, gãy làm đôi. Nam thanh niên thì cắm đầu vào đít chiếc xe taxi 7 chỗ. Khi phá kính lôi được ra ngoài thì cũng cần phải đo nồng độ cồn vì sợ cao quá hư cả máy. Chúng tôi sơ cứu xong thì cũng Chợ Rẫy thẳng tiến. Cao điểm nhất là 2-3 giờ sáng, 5 xe cấp cứu của 115 không chạy kịp, với xe của tôi nữa là 6, mà không tài nào làm kịp với các ca tai nạn. Toàn bộ 100% tai nạn đêm ngày 2 tháng 9 mà chúng tôi gặp đều có nồng độ cồn rất cao trong máu. Cá biệt, có một ca gần 2 giờ sáng, nam thanh niên va chạm với xe máy cùng chiều ở Võ Văn Kiệt, té xuống đập mặt vô các chân sau của xe bên kia, lòi một mắt ra ngoài. Đêm đó, Chợ Rẫy khoa cấp cứu hầu như phun giường do quá tải, phải luân chuyển qua 115 vớt cả chục trường hợp. Lễ Tết vui thì vui, nhưng các bạn đừng quá chén để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Gì chứ tính mạng là trên hết các bạn nhé. Câu chuyện số 7. 11 giờ đêm, sau khi tắm rửa tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Alo. Cậu làm ơn trợ giúp con trai tôi về với. Gia đình tôi khổ quá. Sau câu nói đó là tiếng khóc ré lên rùng rợn. Thề với các bạn, tôi suýt nữa xón đái ra quần. Bởi vì lúc ấy cũng đã 11 giờ đêm rồi. Dạ cô ơi, cô cứ bình tĩnh. Cô ở đâu để con cho xe qua? Nó chết tức tưởi. Nó hiền lắm, chưa xích mích với ai bao giờ. Cậu làm ơn chở nó về đi cậu ơi. Vẫn tiếng khóc ấy, tiếng khóc đứt quãng pha trộn với tiếng nói tạo nên âm thanh cực kỳ rùng rợn. Lúc này có người khác dập máy. Anh ơi, anh cho xe qua chở anh hai em về An Giang được không ạ? Nhà em khổ quá, không có tiền thuê dịch vụ. Tôi dặn người đó yên tâm đi, 15 phút nữa thì xe sẽ có mặt tại bệnh viện. Tôi bấm máy gọi anh Thương. Anh ạ, em gửi cho anh số này, anh qua chở bệnh nhân hấp hối về An Giang nhé. Thế à, anh lại đang kẹt công việc ở bên từ thiện, giáp phòng lạnh chưa xong em ơi. Dạ, thế thì để em đi. Tôi gọi lại số máy ban nãy thì giọng con gái nghe. Alo, anh à,
Anh đã đi chưa ạ? Chưa, nhưng mà chị cho em xin tên bệnh viện và mang giấy xuất viện xuống cổng chờ em nhé. Không anh ơi, anh hai em không có ở bệnh viện đâu. Anh cho xe qua Bình Hưng Hòa luôn đi. Tôi lúc này giật bắn mình. 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi, còn cho xe qua Bình Hưng Hòa. Tôi dạ một tiếng nhẹ re rồi dập máy. Tôi chỉ có bài đánh xe, mở hết đèn ưu tiên và đèn flash, đèn thông lên mà vẫn không làm tôi hết sợ được. Alo chị ơi, em đang ở cổng đây, chị ở đâu? Anh làm ơn vòng xe qua cái chỗ khám nghiệm tử thi đi anh. Dạ vâng. Chạy vào trong thì đập vào mắt tôi là hình ảnh của một bà mẹ đang ôm đầu quan tài lăn lóc khóc lóc. Xung quanh là người bên nhà đồ. Đó là tiếng lóng gọi những người làm bên dịch vụ mai táng. Bước xuống xe tôi hỏi: Mình chở gì vậy chị? Quan tài anh ơi. Em gọi xe bên bệnh viện nhưng mà họ đòi 10 triệu cơ. Nhà em không có khả năng. Anh làm ơn giúp giùm em. Trong khu tẩm liệm lúc này, độc nhất một bóng đèn le lói. Gió thổi đung đưa chiếc đèn, làm không khí càng thêm ma quái. Bạn nào mà ở khu Bình Hưng Hòa có thể vào xác nhận hộ tôi là nó ghê rợn như thế nào. Người bên nhà đồ thì bắt đầu làm công việc. Mặc áo cho xác chết, đeo bao tay, đổ trà, bỏ kỷ vật theo. Nạn nhân Hưởng Dương 39 tuổi. Họ khiêng con tài lên xe. Tôi cho xe lăn bánh hướng về miền Tây. Khúc này thì mới đáng kể. Do chở quan tài, tôi không chạy lạng lách được mà chỉ đi nhanh thôi. Ai ở khúc này có thể ra kiểm chứng. Đoạn đấy là cầu Cái Bường lấp vò. Xe tôi đóng 80 cây số, chỉ mở đèn không còi. Thì đúng lúc này, trong quốc lộ hướng từ Cao Lãnh, hai vợ chồng trung niên phóng xe ra qua đường. Tôi mở còi hết cỡ, giậm thắng lích cả bánh xe. Tiếng va chạm đùng một phát bên bạn phải. Người dân ùa ra xem. Nhưng quan trọng là hai vợ chồng kia không bị gì, chỉ bị hư xe thôi, còn người không một vết chảy. Xin thưa, tôi đóng tới 80 cây số một giờ, hai vợ chồng thì tung ngang hông xe tôi. Bạn nào mà ở khu này thì ra hỏi biết ngay, vì người dân khi ấy có bu ra mà la hai vợ chồng đó dữ lắm. Còn lạy bác đấy, con đã mở đèn với còi ưu tiên xin đường rồi, cho kịp giờ để về chôn cất. Thế mà... Thôi 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 chú ơi, đi đi, không có ai bị gì là được rồi. Tiếng của ông chủ quán nước ngay ở hiện trường lên tiếng. Tôi lên xe tiếp tục hành trình về phà Bắc Năng Gù. Qua phà vô khu gì đó tôi không biết tên. Trên phà tôi mới hỏi: Anh bị sao vậy chị? Anh ấy bị đâm chết. Ảnh thiếu người ta có 56.000 mà bị như vậy đấy. Trước đó là thằng kia đã nhắn tin hăm dọa, lấy tay hoặc là đâm rồi. Chưa gì thì... Vâng, 56.000 tước mạng sống của nạn nhân, để lại thằng con trai 12 tuổi, con gái 6 tuổi. Thật là đau lòng. Không thể tin được lại có chuyện đó. Khu vực quận 12 nhé các bạn. Cách đây 3-4 ngày thôi. Bạn nào ở trên quận 12 thì xác nhận giùm tôi, có hay không. Xe chạy vào đường làng tầm 20 cây thì tới nhà đã dựng rạp sẵn chờ khi quan tài vào. Vợ nạn nhân mặt thất thần bước ra, ôm quan tài khóc nức nở cùng với mẹ chồng và hai đứa con. Cảnh tượng thật là tang thương. Anh ơi, anh cho em gửi tiền xăng bao nhiêu vậy? Dạ, chị gửi bao nhiêu thì cứ gửi, em không có xin đâu. Cô em gái của nạn nhân quay qua quay lại, mượn người này mượn người kia, gom góp được 1 triệu rồi đưa. Thử hỏi mấy bạn lúc đó thì có cầm không? Tôi thì không cầm. Thật là tội nghiệp. Tôi vừa xoay đi vừa nói câu từ chối, cố giấu đi cái sự rơm rớm ở trong lòng. Trung tâm thì không nhận tiền ca này chị nhé. Chị cất lo đám cho anh đi. Thế rồi tôi lên xe đi thẳng. Trên đường về, lòng nghĩ mông lung. Cuộc đời sống nay chết mai, không biết trước được khi nào. Cho nên tôi luôn cố gắng giúp những người như vậy. Câu chuyện số 8.
Chắc hẳn ở đây ai cũng từng chứng kiến tai nạn xe, không nặng thì cũng nhẹ rồi. Đây là tai nạn, thật sự mà nói, chính xác là phản thắng của xe tải. Cách đây bao lâu thì tôi không nhớ rõ, vì cũng lâu rồi, hình như năm 2012, 2013 gì đó. Lúc đó chỉ mới sắm xe thôi, chưa có kinh nghiệm chạy cấp cứu nhiều. Hôm đó tôi đi với tài xế chở bệnh nhân về Củ Chi. Trên đường về thì do xe rỗng tôi chạy, tài xế ngồi kế bên. Gần tới bến xe An Sương, cách khoảng 3-4 chốt đèn gì đó. Lúc này tôi đang hút thuốc nên không mở máy lạnh. Đậu đèn xanh đèn đỏ thì nghe ở phía sau có tiếng một người nhoài ra khỏi cửa sổ mà la lên. Bỗng dưng một chiếc xe tải 8 tấn rượt qua xe vèo một phát, nhanh đến mức mà tôi nghĩ đáng lý ra nó phải quẹt ngang qua kính hậu của tôi rồi. Xe vừa rẹt qua, trong đầu tôi đã nghĩ đúng một thằng điên vượt đèn đỏ. Nhưng không, lúc đó đang có chiếc container đang quay đầu. Nếu nó vượt đèn thì nó ăn nguyên vào hông con xe con ngay. Bỗng dưng nó đâm hết lề bên kia, chạy vào làn xe máy luôn. Thằng này nó bị cảnh sát dí hay sao mà chạy dữ vậy? Lúc này một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi. Đậu ở đèn đỏ là một dàn xe máy ít nhất cũng phải 20 chiếc. Từng xe bị hất lên kính trước. Những tiếng rầm rầm của chiếc xe bừng lên trên con lươn ngăn làn xe máy và ô tô bên đường bên kia. Một ông may mắn vứt xe mà bỏ chạy đi được. Tôi nhìn rõ từng khoảnh khắc. Một cô gái bị hất lên kính trước văng ra xa. Một cô gái bị cày dưới gầm xe. Một người đàn ông bị chèn dưới bánh xe sau. Nhanh lắm, chưa đến 10 giây mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi. Thế rồi tiếng người khóc, người la thất thanh, bầu không khí cực kỳ hỗn loạn. Người bỏ chạy vì sảng, người thì chạy lại mà cố lôi hai người dưới gầm xe ra. Nhanh, nhanh lên, bật đèn còi, chạy qua đó nhanh lên. Tiếng ông tài xế hét lên làm tôi giật mình, vì đang mải định hình lại chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng còi cấp cứu vang lên, tôi phóng thẳng xe qua bãi chiến trường bên ấy. Còn đang lơ ngớ chưa biết phải làm gì thì tài xế đã phóng xuống, kéo băng ca ra sẵn sàng sơ cứu. Tại hiện trường thấy rất rõ, in đậm sâu vào trí nhớ của tôi đến hiện bây giờ. Người phụ nữ bị hất lên kính trước văng ra xa, đứt lìa một chân. Đau đớn thay là cô đang có thai, đứa bé chết ngay trong bụng mẹ. Cô gái bị cuốn xuống gầm thì ngồi duỗi chân ngập thẳng người về phía trước, tay quật ra sau lọt cả xương ra ngoài. Người đàn ông bị chèn dưới bánh xe thì nát hết phần lồng ngực, nội tạng bên trong lòi hết cả ra ngoài. Một tay một chân đứt lìa, vương vãi trên đường. Có xung quanh thì cơ man nào là người bất tỉnh, ngồi giật dựa cũng có, sẵn lên chạy lòng vòng cũng có. Cảm thấy kham không nổi, người tài xế nói: ai bị thương nặng nhất thì cho lên xe trước đi. Thế rồi anh ta đẩy băng ca qua một bên. Có lẽ nó không hữu dụng lắm trong trường hợp này nữa. Dồn cứng một xe gần cả chục người rời khỏi hiện trường để đến bệnh viện gần đó. Số còn lại nhẹ hơn nên được tập trung lại một chỗ chờ xe quay lại đón. Tầm 10 phút sau thì xe quay trở lại đón tiếp. Còn ba cái xác người nằm tại hiện trường thì thông báo cho người nhà xong chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy khám nghiệm tử thi, rồi chia ra xe đang nằm ở nhà để trở về quê hương của họ chôn cất. Hồi xưa chứ đâu có như bây giờ, tôi chở thẳng xác của ông bị cán nát người về quê. Rời khỏi khu khám nghiệm tử thi cũng đã tối rồi, chỉ có mình tôi với tài xế Luông đưa xác đó về. Hai anh em vừa đi mà cứ lâu lâu lại địa kiếng hậu xem có cái gì không. Do đi cả ngày đã mệt mỏi nên chạy xe thỉnh thoảng bị sốc mạnh một cái. Qua cái dốc thì nghe cái bịch phía sau, cái xác rớt khỏi băng ca nằm vắt nửa trên nửa dưới. Tôi miếu máu nói với tài xế: Luông, mày có thương anh thì mày ra sau mày đỡ lên luôn đi. Thôi anh ơi, đi đi, nào giờ em có làm chuyện đó đâu. Mặt nó méo xẹo trả lời tôi: vậy thì hai thằng xuống làm đi, chứ mình tao làm sao mà làm được. Thế anh xuống trước đi. Mở cửa xe ra thì đập vào mắt tôi là nguyên bộ ruột nằm dưới sàn xe.
định mệnh. Tên bác sĩ nào mổ xong rồi mà không may lại kỹ như vậy. Anh ơi, máu đổ hết xuống sàn rồi kia kìa. Tay Luông chỉ vào mặt cắt không một giọt máu. Không biết là có nhiều không, nhưng cũng phải một nửa sàn xe nhuộm đỏ một màu máu rồi. Bật băng ghế lấy cái bao tay ra đây. Không lẽ mày định hút bằng tay à? Thằng cu rón rén mở băng ghế lên rồi quay qua nói câu xanh rờn. Bỏ mẹ, hồi sớm rửa xe em quên bỏ vô rồi anh ơi. Ôi giời ơi, mày giết tao đây à? Chứ mày bảo tao làm sao mà bê ổng dậy rồi hút đống xà bần đó vô được. Mặt tôi mếu máo nói với nó. Thôi anh sáng đi, sau chuyến này anh ở nhà coi kho tiếp đi, để em đi cho. Bất đắc dĩ lắm, tôi mới thò tay bê cái xác lên băng ca, rồi đùm hai tay bụng lại, hốt từng khúc ruột bỏ lên bụng. Nó mềm mềm nhất nhất, mùi tanh tưởi xộc lên trên mũi, làm tôi phải bỏ ăn mấy ngày kế tiếp. Xong đâu đó rồi thì lấy một cái bình nước biển để rửa tay. Tôi thề là chỉ một lần duy nhất làm xong chuyện đó, là tới bây giờ không bao giờ tôi đụng đến cái món cháo lòng nữa. Thề trong lòng là như thế. Cuối cùng rồi cũng đem được cái xác về tới quê giao cho gia đình. Xong đâu đó tôi giao xe cho nó để ngả lưng một tí. Đang bon bon về thì thằng Luông lên tiếng. Anh ơi, anh có nghe thấy tiếng gì không? Cái gì thế? Mày có thấy ai ngủ mà nghe thấy cái gì không? Trong thùng xe mình có cái gì đấy? Em nghe được 3 lần rồi. Giọng thằng Luông run run lên nói. Tôi nhắm mắt nhưng mà vẫn ngóng tai nghe. Hình như có cái tiếng ai đó đang chà tay vào vách ngăn giữa tài xế và bệnh nhân vậy. Tôi bắt đầu sờn gai ốc. Cái gì đây? Rõ ràng đâu có cái gì ở trên xe nữa. Luông, mày chạy chậm hơn một tí xem nào. Em đang chạy có 30 từ nãy đến giờ thôi. Giờ anh muốn em chạy sao nữa bây giờ? Đột nhiên có tiếng khò khè như có tiếng người thở oxy vậy. Chính xác 100% là tiếng đó. Tôi và thằng Luông cả hai đều liếc nhìn kính chiếu hậu dọi ra sau thùng. Thì bỗng dưng có tiếng phanh két một cái. Cả tôi và nó đều tung cửa bỏ chạy mà không thằng nào nói với nhau câu nào. Vừa chạy vừa la làng cứu tôi với. Cháu bắt đầu sủa inh ỏi lên. Đèn những nhà gần đó mở lên. Dân hai đường ùa ra kéo hai thằng lại. Này, có cái chuyện gì đây? Tiếng ông chú hỏi. Tôi mất bình tĩnh chỉ trỏ về phía cái xe đang đậu ở giữa đường. Hai cửa xe hai bên đang mở toang hoang ra mà không thể nói được nên lời. Sau khi lấy lại trấn tĩnh, tôi mới hỏi nó là mày thấy cái gì. Thằng Luông khóc nức ra tiếng. Ở cái kính giữa ấy, em thấy rõ ràng có cái người máu me đầy mặt đang nhìn chằm chằm vào hai anh em mình. Tao không có thấy, mà chỉ thấy có một cái bóng đang ngồi thì bỗng dưng nó thụp xuống như là chơi trốn tìm đấy. Anh ơi, hay là thôi, mình đậu xe đây đi. Tí nữa kêu chú Sáng cho người xuống chạy xe về. Em không dám lên xe đấy nữa đâu. Thì mày cũng phải chạy về Sài Gòn cơ mà. Giờ cũng gần sáng rồi, không lẽ mày lại vứt xe tao ở giữa đường. Vậy anh chạy đi, em không có chạy nữa đâu. Này, hồi nãy chính mày nói tao hút đống của nợ kia rồi mày chạy cơ mà. Nó im lặng rồi nói. Có chuyện gì nữa là em bỏ xe luôn đấy nhá. Ừ, chạy đi, tao buồn ngủ quá rồi. Chắc do ám ảnh nên thấy bậy bạ thôi, không có cái gì đâu. Cả hai thằng xin lỗi người dân rồi lại lên đường đi tiếp. Đi chưa được bao xa thì thằng nhóc bỗng dưng lên cơn tiếp. Tôi lúc đó đang hơi thiêu thiêu chập chờn. Trời, tự nhiên ở đâu có bánh bèo đẹp dữ vậy trời. Thằng Luông vừa kêu lên, vừa hơi ôm cua và cái bọng đá to hơn cả cái xe ở ven đường. Luông! Tiếng tôi hét lớn. Nó giật mình giật tay lái ra ngoài rồi thắng lại. Mày làm cái gì đấy hả? Em vừa thấy có con nhỏ đẹp lắm ấy. Nó đang ngoắc hai đứa mình vào. Tôi lôi nó ra khỏi xe. Lúc nãy tao không la mày lên ấy, thì mày phi mẹ vào cái tảng đá to tổ mẹ này rồi. Tiếng tôi vừa nói vừa run run lên vì sợ. Nó giật mình rồi òa khóc. Anh ơi, anh chạy đi, em sợ quá. Đi chuyến này xong chắc là em bỏ nghề. Bất đắc dĩ tôi phải lên cầm lái phóng về Sài Gòn. Nhưng trên đường cứ mỗi lần có xe đi ngược chiều hất pha ra thì tôi thấy rõ ràng có bóng một người đàn ông đang bò trong lề đường. Ít nhất là tôi thấy cảnh đó những 3-4 lần.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp biến ở trong đời. Các bạn dù có tin hay không thì cũng phải nhớ cái câu có kiêng có lành. Câu chuyện thứ 9. Lúc đó là khoảng 11 giờ trưa. Alo, bác à, có ca đi Lai Vung, bác có theo được không ạ? Bác chờ tí, em phi qua liền. Trong thời gian đó tôi tắm rửa sửa soạn, rồi ra trước đứng chờ. 5, 10, rồi 15 phút sau, chưa thấy bóng dáng Thiên Thần đâu. Sốt ruột quá tôi gọi hối, thì người nhà mới hối quá trời. Bác chờ em một tí nhá, em đang ở Hồng Bàng, kẹt xe quá. Thôi, bác chạy vào Chợ Rẫy cổng số 3 luôn đi. Em chạy qua đó luôn, khỏi bác công bác qua nhà em. Ok bác. Tôi phi qua bãi, vác con cấp cứu thần thánh, cắm đầu chạy qua cổng số 3 đón bệnh nhân. Nhưng được thông báo là phải qua nhà vĩnh biệt vì chở xác về. Xin nói thêm là nếu ca này tôi không chở thì không xe nào dám chở về. Bên bệnh viện có nói là 3-4 xe vô rồi, nhưng ai cũng từ chối chuyển về. Tôi đánh xe qua đường hẻm bên đường rồi vào quán cà phê, cùng với ông chú đi cùng xe. Ngồi ở đó còn có hai đứa em là ông anh của nạn nhân. Thế bệnh nhân bị làm sao mà mất? À, bị phỏng ạ. Phỏng nặng lắm à? Mà sao lại mất hả anh? Tôi xen ngang. À thì nó cãi nhau với người yêu nên tự tưới xăng tự thiêu. Tôi với ông chú nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán. Ngồi chém gió liên tiêu một hồi xong thì bên nhà xác báo có thể đánh xe qua để chở người. Dê xe vào xong xuôi, tôi quay qua nói đùa với ông chú. Chú nhắm mà không chịu nổi thì cứ xuống nhá. Ây thằng này, có gì mà không dám. Tôi với ông chú lót tót chạy xuống kéo băng ca ra, đứng chờ nhân viên đem xác ra. Chúng tôi tranh thủ đi tiểu trước khi có chuyến đi dài. Điều đầu tiên sau khi tôi ra khỏi toilet, đập vào mắt tôi là một cái xác chết cháy. Toàn bộ từ lưng quần trở lên bị đen thui, ngực biến dạng, mặt méo mó, cả gò má bên phải hầu như không còn nữa, để lộ cả hàm răng ra bên ngoài. Mắt thì mở trừng trừng, không thể nhắm lại được. Chân tay hầu như đã bị cắt gân hết rồi, vì nếu không cắt đi nó sẽ bị co biến dạng. Hai nhân viên bê xác từ băng ca của họ qua băng ca xe của tôi. Khi khiêng lên thì có vài miếng thịt lòng thòng nhễu nhão rớt xuống, rất là kinh dị. Đây có lẽ là lý do tại sao tôi không thể up hình lên được. Hùng ơi, đi lên xe theo về nhé con. Theo xe này này, về nhà mình ở Lai Vung đấy con. Hùng, đi theo anh em mày, đi chung cả hai anh này. Hùng ơi, nhớ theo xe về nhé con, đừng có đi vấp vưởng. Về nhà, gia đình đang chờ con ở nhà đấy. Giọng của hai cha con đều đều, vừa đẩy xe vừa khấn. Sau khi lên xe đóng cửa hết thì tôi bật đèn với còi rồi phóng đi. Tôi phóng khá nhanh vì xác đã nằm lại 2 ngày rồi, đang trong thời gian phân hủy. Tôi phải tranh thủ chạy về trước khi nó thành một đống bầy nhầy nằm trên băng ca. Chuyến về thì không có trở ngại gì, vì cơ bản trời mưa nên đường cũng thoáng. Vẫn có một vài anh hùng lướt trước đầu xe tôi. Hình như xe tôi có một sức hấp dẫn kỳ lạ thì phải. Ai cũng muốn chặn đầu mới vừa lòng nhau vậy. Trên đường về thì hai chú cháu tôi kể chuyện cho nhau nghe về các kiểu, về công việc, về cuộc sống và cả về các bài mà tôi đã viết ở trong các post trước. Sau khi trả bệnh xong thì tranh thủ đạp về, vì đang trên đường xuống Lai Vung, tôi nhận được một cuộc gọi từ trung tâm báo là có một ca về Tân An nữa. Tôi nhận ca đó xong, nhưng trên đường lên thì lại được thông báo là giấy tờ xuất viện chưa có xong nên có thể ngày mai mới đi. Là đi Tiền Giang, chính xác là Cái Bè. Đang chạy xe thì bỗng một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi quay qua định hỏi ông chú, nhưng nghĩ lại nên thôi. Đến lần thứ hai thì cũng như thế, tôi quay qua hỏi thẳng là chú có nghe thấy cái gì không? À không, đang nói chuyện chú có nghe thấy cái gì đâu. Trong thùng xe hình như có tiếng đập thùng 2 lần rồi. Ông chú rất can đảm mà quay một cái ra đằng sau. Không phải một lần mà tới 3-4 lần. Có lúc đang ngồi thì ông chú bất thình lình quay lại, kiểu như đang cố gắng thật nhanh để nó không thoát được. Đến đoạn cầu Phú Nhuận, chính xác là cái cầu đó,
thì ông chú mới quay qua mà nhìn tôi mặt tái nhợt đi. Một luồng không khí lạnh thổi vào sống lưng và sau gáy của tôi rất rõ. Không phải lạnh của máy lạnh đâu, mà lạnh của cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau lưng vậy. Ông chú run run. Cái tiếng đấy có phải không? Nó đấy, rất rõ ràng, không nhầm lẫn được. Tiếng xe chạy lẫn cùng với cái tiếng vỗ vào thùng xe, âm thanh rất khác biệt. Và nó đang ngay ở ngoài sau của hai đứa tôi. Tới giờ quậy rồi đấy. Lần nào trở xác về cũng quậy như thế. Nhưng thôi, hết có vui rồi, về nhà đi. Tôi cố tình nói lớn như thế thì cái tiếng thùng thùng kia trở nên im bặt, trả lại không khí bình thường như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi bắt đầu luyên thuyên coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ trong tâm của hai thầy trò thì biết là đang có chuyện gì trên cái xe này rồi. Tôi bấm kính xuống để hút thuốc, lấy lại tinh thần. Nhỡ mà nó có tới nữa thì còn bình tĩnh, hoặc là cùng lắm thì tôi quẳng luôn cái xe ở giữa lộ như thằng Luông vẫn làm lần trước. Cũng may, nhỡ đâu ông chú này quay xuống mà chạm phải khuôn mặt đen thui biến dạng thì có lẽ ông đã phóng xuống xe mà chạy luôn rồi. Sau khi về tới Sài Gòn thì mọi chuyện lại như cũ. Tôi chạy về bãi cất xe để sáng mai bên hội có người qua để rửa vệ sinh khử trùng lại xe. Vì cái mùi tử thi nồng nặc ở ngoài sau xe khiến cho xe khá khó chịu, phải bấm kính xuống lúc cần tới nhà nạn nhân. Sau khi lấy xe máy chở ông chú trả về bãi giữ xe của ổng thì tôi có nhận lời hứa hẹn là nếu mà có dịp sau sẽ lại trực chiến trên những cung đường. Các bạn thân mến, như vậy là những câu chuyện rùng rợn có thật của tài xế xe cấp cứu đã kết lại video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy ý nghĩa và hữu ích, các bạn có thể ủng hộ cho Bí ẩn Radio thông qua hướng dẫn trong phần mô tả. Để bàn luận sâu hơn về nội dung câu chuyện này và những chi tiết tình tiết có thể là sẽ gây tranh luận một chút liên quan đến yếu tố có thật, các bạn có thể tham gia hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ ở trên Facebook hoặc hội ngủ nghe ma ở trên group Zalo. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.